Những thứ bị lãng quên trong Liên Quân, chế độ đấu thế giới. Chế độ đấu thế giới là chế độ mà người Việt chúng ta có thể đấu với người nước ngoài. Lúc mới ra thì ta được đấu với Thái Lan và Taiwan. Đua top với thế giới nghe thật bánh cuốn làm sao. Mình cũng không biết vì sao mà chế độ này lại biến mất. Chế độ này ra mắt cũng là lần đầu tiên khung ảnh động được ra mắt với người chơi. Mình rất mong một ngày nào đó mình có thể được chơi lại chế độ này đấy. Rùa rùng rợn. Rùa rùng rợn ra đời từ những ngày đầu tiên của Liên Quân. Có thể nói rùa rùng rợn là một huyền thoại. Tuy rằng chỉ cung cấp vàng và kinh nghiệm không soi map như chim trinh thám, nhưng nơi nào có rùa thì ở đó có giao tranh. Có thể nói rùa rùng rợn đóng góp khá lớn cho tựa game này thời ấy. Đánh rùa rùa sẽ rụt lại chứ không cứng đầu như con nào đó. Rùa rất đáng thương vì bị hành hạ.